Dạ vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Trong video clip ngày hôm nay, bên em sẽ đăng một video để thanh lý một bộ dây loa giúp một bác khách nhé. Thì bác đã nâng cấp dây loa bên em rất là khủng, thì bác nhờ em thanh lý lại bộ này, giá tốt để bác nào có nhu cầu muốn nâng cấp cũng như là muốn thay đổi chất âm thì có thể tham khảo dòng dây này. Rồi thì trước khi đi vào video chi tiết những bác nào chưa đăng ký kênh nhấn đăng ký nhấn like để ủng hộ bên em nhé và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết dòng sản phẩm này luôn bộ dây loa này thì trước hết đã được bác nâng cấp bộ rác này nâng cấp bộ rác là rắc bắp chuối của hãng lít nguyên bản của nó là rác càng cua nhưng mà loa của bác thì xài bắp chuối nên bác đã yêu cầu người bán nâng cấp lên bộ rác bắp chuối khóa như thế này Rắc này thì cắm rất là chặt Cho độ tiếp xúc cực kỳ là tốt nhé Đến phần lõi dây Dây này có đường kính là Lõi dây là tầm khoảng 5 ly nhé 5 ly Sử dụng uh, lõi đồng Đặc trưng của dòng này thì nó sẽ cho Bát lên rất là sâu, ấm Trung ấm rất là rõ ràng Và đây là những uh, Cục chia dây Nó rất là to này các bác có thể xem được Những bác nào thích hầm hố, thích bự Thì có thể uh, lựa chọn dòng dây này nó khá là đẹp nhá khá là đẹp của hãng Kama một thương hiệu rất là nổi tiếng của Hà Lan model là Hk 5001 nhá và dây này có đường kính thực của dây là tầm khoảng là 14 ly nhá thì nó sẽ được bọc một lớp da rắn như thế này một lớp da rắn này thì đây nó nó bị tụt một uh, miếng mút ở đây Đó, các bác có thể xem được còn những chỗ khác thì đang còn rất là ok. vào đây nữa thì uh, những bác nào uh, mua thì mình chú ý xem kỹ nhá, thì em sẽ nói hết ở trên video này. Đó. những chỗ khác thì đang còn rất là ok, nó chỉ có bị mất mút là ba chỗ thôi nhé, một chỗ này, hai chỗ này, ba chỗ thôi. Dây thì rất là mềm. đó. Và bộ dây này giá bên em thanh lý cho tất cả các bác với một mức giá chỉ có 3 triệu 8 năm ngàn nhé. 3 triệu 8 thôi. Đó thì bác nào có nhu cầu rất vui lòng liên hệ cho em nhé. Số điện thoại Zalo duy nhất của em là 0969 569 157 nhé. Rồi em chào tất cả các bác nhé.